Ừ, có lên khói nè. Đây mình chia sẻ chút xíu, mình sửa xe mình rồi các bạn. Đang chạy giữa đường cái cống nước nè, khu lình nè. Ấp hồ nó bể nè, nè. Banh luôn, banh tà len luôn thấy không? Nó nổ rồi nè. Banh luôn nè. Ừ. Wow. Wow. À, hở à. Giờ mình đang thay cái mới, đang chạy giờ mua mới, giờ đang nằm ở nửa đường. Không biết nằm vòng vòng đây nè, khu vực này ha. Thôi thui luôn. Và cái này nhờ biết sửa xe đó bạn, thôi là tốn tiền rồi. Tốn tiền thô hết 80 bạc vô shop xe sửa hết, cái này cũng 300 mấy một vòng bay bay cũng hết. 1.400 bạc 300 mấy ha. Đang bỏ vô dặn vô. Sửa đèn pin nè, đồ nghề nè, để mình đồ đạc đây ha, sửa đèn pin ống nước vô thùng nước này nè, may mắn chạy nửa đường thì phải cần thay không, ống banh luôn, nổ banh luôn, đang chạy nổ đùng. Giờ chạy mua cái này sửa. Giờ khuya nữa rồi, phải sửa ngày mai có xe đi làm, không có sửa ngày mai là xe không có đi làm luôn. Ui trời ơi, may mắn may quá, cái đó quá là may mắn. Ngay là mình là chạy trong thành phố á, mà chạy ra tốc hành, ngoài tốc hành nữa, đường tốc hành nữa là highway nữa là nổ đùng nằm đường luôn. Sửa hơi tối các bạn, giờ đổ nước vô, đổ khu lần vô. Và bây giờ mình nổ máy xe đó, giờ có nó lên rồi cái cống này mình vừa mới thay nó có chảy không, ống ống mới nè, thay từ đó rồi đây, trước khi mình bỏ vô lại. Ok, bữa nay cảm ơn các anh nha, chia sẻ một cái video một ngày bị xui xẻo mà cũng hơn nha. Ok, hẹn các nhà một cái video sau vui vẻ mình nha, cảm ơn rất nhiều.